Chủ tọa và kính thưa các vị đồng nghiệp ạ. Em xin trình bày báo cáo về chiến lược điều trị viêm động thất cho bệnh nhân chảy máu não có đặt từ động thất ra ngoài. Về nội dung bài báo cáo gồm có 3 phần. Thứ nhất là liên quan tổng quan, thứ hai là liên quan chiến lược điều trị dự phòng và cuối cùng là chiến lược liên quan điều trị. Để nhắc lại về giải phẫu thì đặt dẫn lưu động thất ra ngoài thì với cái đầu vào của đặt dẫn lưu nằm ở thường đường vào cu trơ nằm ở vị trí thủy chán đỉnh đi vào động thất bên và đầu dưới đi vào động thất 3, sát động thất 3. Và cái đường đoạn động thất dẫn lưu động thất ở trong não thì thường là vô khuẩn. Và cái hệ thống dẫn lưu này thì là kín và một chiều, đảm bảo cái tính vô khuẩn của dẫn lưu. Tuy nhiên là trong quá trình chăm sóc cũng như là phẫu thuật có thể là cái lậu khuẩn, cái vi khuẩn từ bên ngoài đưa vào gây ra viêm động thất. Thì cơ chế đây có thể liên quan đến cái việc đặt dẫn lưu, liên quan đến săn trong quá trình mà chăm sóc dẫn lưu, liên quan chấn thương, rò rỉ dịch não tủy tại chân cái vị trí mà đặt dẫn lưu. Các phẫu thuật khác kèm theo và đặc biệt là liên quan đến chăm sóc lây nhiễm vi khuẩn từ môi trường thì cái vi khuẩn này thường là những cái vi khuẩn mà bệnh viện đã có tính kháng thuốc và cái vấn đề và vi khuẩn bệnh viện này cũng là cái vi khuẩn là cái nhóm mà bệnh nhân đau đầu nhất đối với nhân viên y tế trong quá trình điều trị. Và với cái hệ thống dẫn lưu động thất như thế này thì chúng ta thấy là cái hai cái vị trí mà thường viêm động thất lậu khuẩn hoặc vi khuẩn từ bên ngoài vào hay gặp nhất là tại cái vị trí đặt dẫn lưu, mình thay băng hàng ngày có vị trí khâu dẫn lưu ở tại chân đó thì có thể lậu khuẩn vi khuẩn từ vị trí đó vào hoặc là cái vị trí khóa dẫn lưu này. Thì khi mà mình nuôi cấy cái gạc chân dẫn lưu cũng như là cái vị trí chặt ba khóa dẫn lưu thì chúng ta thấy là cái vi khuẩn thu thập được từ cái bệnh phẩm gạc thì tương đồng với các vi khuẩn mà gây viêm động thất có cái sự liên quan chặt chẽ với nhau và cái vi khuẩn này có thể là cũng chính là cái nguồn vi khuẩn mà lây nhiễm vào gây viêm động thất cho bệnh nhân. Về đặc tính của vi sinh vật học, chúng ta khi phân lập ra các vi khuẩn đó thì chúng ta thấy là 64% liên quan đến vi khuẩn gram dương như là các tụ cầu phế cầu hoặc là liên cầu và 35% này là các vi khuẩn gram âm và đặc biệt là các vi khuẩn trực khuẩn gram âm đa kháng thuốc. Tỷ lệ nuôi cấy dương tính thì rất là thấp, chỉ thường dưới 20% thôi. Do vậy thì cái đặc tính dịch tễ của vi sinh vật học này mang lại giá trị rất quan trọng liên quan điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm, vì chúng ta biết là tỷ lệ nuôi cấy dương tính thấp đồng nghĩa với chuyện mà bằng chứng vi sinh vật học sẽ thấp đi và điều trị kháng sinh là thường điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm mà mò không có cái tên vi khuẩn đặc biệt. Và dịch tễ thì viêm động thất thì dao động khoảng từ 2 đến 22% tùy từng nghiên cứu và trung bình là từ 11,4 phần nghìn khi mà lưu KAT hàng ngày và ngày nay tỷ lệ để giảm xuống còn khoảng là 4 phần nghìn KAT lưu hàng ngày và một số nghiên cứu tại Việt Nam này báo cáo tỷ lệ viêm động thất lên tới 24% và tỷ lệ tử vong thì lên tới 40%. Thì tại sao có cái tỷ lệ viêm động thất dao động tương đối lớn như này thì do là cái tiêu chuẩn chẩn đoán của viêm động thất từ trước đến nay thì tương đối là khác nhau. Do vậy thì CDC toàn cầu người ta đưa ra cái định nghĩa viêm động thất năm 2021 để thống nhất các tiêu chuẩn chung chẩn đoán viêm động thất. Thì ít nhất là bệnh nhân đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đầu tiên là liên quan đến cái bằng chứng của vi khuẩn học trong dịch não tủy, trong dịch não thất bằng cái phương pháp nuôi cấy hoặc không nuôi cấy, hoặc là đáp ứng một trong hai cái tiêu chuẩn sau. Một là cái đáp ứng liên quan đến sốt, bệnh nhân có dấu hiệu bằng não hoặc là dấu hiệu thần kinh sọ, hoặc là cộng thêm ít nhất một trong bốn tiêu chuẩn phụ như là bệnh nhân có tăng bạch cầu, dịch não tủy này, dịch não thất này, hoặc là tăng protein hoặc giảm gluco. Các tiêu chuẩn thứ hai là liên quan đến nhuộm soi vi khuẩn gram có thể là dương tính, các cái mẫu nuôi cấy máu dương tính hoặc là IgM dương tính. Tuy nhiên thì trong cái đợt dẫn lưu động thất trong đột quỵ não thì thường là bệnh nhân mà có chảy máu dây nhện, chảy máu nhu mô vỡ vào trong não thất thì gây tình trạng ứ và dẫn não thất. Do vậy thì cái lượng bạch cầu và protein có thể tăng giả mạo trong trong cái máu đi kèm vào nó thất thì chúng ta phải sử dụng cái chỉ số là cell index để hiệu chỉnh cái bạch cầu trong não thất bằng cách là mình tính tỷ lệ giữa bạch cầu chia hồng cầu trong dịch não tủy hoặc dịch não thất chia cho cái bạch cầu hồng cầu trong máu và tỷ lệ trên 10,2% cộng với các cái định nghĩa ở trên thì chúng ta có thể mang lại cái độ độ nhạy trên 80% và độ đặc hiệu trên 70%. Ngoài ra thì có thể chúng ta sẽ sử dụng cái PCR dịch não tủy để có kết quả sớm hơn khoảng 48 đến 72 giờ và đặc biệt chúng ta có PCR đa mồi với độ nhạy độ hiệu cao hơn vi sinh vật cấy nuôi cấy vi sinh vật truyền thống. Và cái chỉ số lactate trên 4,4 thì có độ nhạy đặc hiệu cao, tuy nhiên là vẫn vướng nhiều liên quan đến kỹ thuật labo của Việt Nam. Về chiến lược điều trị thì chúng ta có điều trị dự phòng. Điều trị dự phòng chúng ta có điều trị kháng sinh dự phòng, có điều trị kháng sinh dự phòng tẩm KAT hoặc là rút KAT. Vậy thì cái dẫn lưu não thất tẩm kháng sinh là như thế nào? Dẫn lưu thất tẩm kháng sinh là chúng ta có thể trộn các cái kháng sinh như là minocycline hoặc là clindamycin kết hợp với rifampin hòa trộn vào trong cái vật liệu mà làm dẫn lưu thất
và trong quá trình đặt và lưu dẫn lưu thì cái kháng sinh này bắt đầu thẩm thấu ra ngoài và gây có tác dụng là sát khuẩn và khử khuẩn tại chỗ, và từ đó thì có thể diệt cái vi khuẩn mà từ cái đường vào chân dẫn lưu và lậu khuẩn ngược dòng từ vị trí chà khóa 3. Thì chúng ta đừng đi đến một cái phân tích beta với 5242 bệnh nhân có đặt dẫn lưu thất này, có viêm mạc thất, có sử dụng kháng sinh và kate tẩm kháng sinh. Chúng ta nhận thấy rằng với cái nhóm bệnh nhân sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch dự phòng, dù là kháng sinh tĩnh mạch một liều hoặc là nhiều liều thì đều mang lại cái giá trị dự phòng thấp hơn đáng kể tỷ lệ viêm mạc thất so với cái nhóm bệnh nhân mà không sử dụng kháng sinh dự phòng. Và nhóm B ở dưới là với nhóm B ở dưới đối với những bệnh nhân mà sử dụng dẫn lưu thất có tẩm kháng sinh thì tỷ lệ viêm mạc thất cũng thấp hơn rất nhiều so với nhóm mà bệnh nhân sử dụng dẫn lưu thất đơn thuần theo kiểu truyền thống. Và đây là biểu đồ cây giữa hai cái nhóm. Phân tích dưới nhóm sâu hơn, chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân mà sử dụng dẫn lưu thất đơn thuần và không kháng sinh thì mang thì có nguy cơ mà viêm mạc thất cao hơn hẳn so với cái nhóm bệnh nhân mà dùng kháng sinh có thể là một liều đơn thuần, hoặc là kháng sinh dùng nhiều liều kéo dài ra, hoặc là nhóm bệnh nhân mà sử dụng kháng sinh tẩm kate kết hợp với kháng sinh dự phòng. Thì rõ ràng là cái nhóm mà bệnh nhân mà sử dụng kháng sinh kate có kháng sinh này mang lại cái giá trị dự phòng là cao nhất. Tuy nhiên thì với cái vai trò mà mình vai trò của hồi sức mình là giữ kháng sinh vì vi khuẩn bệnh viện dùng kháng sinh nhiều mang cái hoạt tính kháng kháng sinh, thì phân tích dưới nhóm các tác giả thấy là gì, cái so sánh với cái nhóm bệnh nhân dùng một liều kháng sinh duy nhất so với nhóm mà dùng kháng sinh kéo dài thì hai nhóm này không khác biệt với nhau. Do vậy thì cái guideline của ADS 2017 người ta thấy là khuyến cáo tương đối là mạnh nhưng mức độ bằng chứng trung bình với những bệnh nhân mà dùng kháng sinh dự phòng một liều hoặc nhiều liều. Tuy nhiên thì cái kháng sinh mà nhiều liều thì vẫn chưa lại mang lại cái sự thống nhất cao với các tác giả. Và cái kháng sinh dự phòng một liều chúng ta có thể sử dụng ở trước hoặc sau đó dẫn lưu 24 đến 48 tiếng và không có sự thống nhất giữa cái lựa chọn kháng sinh, và thường là mình sẽ dùng cái kháng sinh phủ gram dương phụ thuộc vào cái cơ sở y tế thực hành, có thể dùng ampicillin, sumbactam hoặc là ceftriaxone. Việc kate dẫn lưu mình lưu sau khoảng 5 ngày thì dẫn lưu kate sau 5 ngày thì tỷ lệ mà nhiễm khuẩn bắt đầu tăng dần lên. Thế vậy thì câu chuyện đặt ra chúng ta có đặt câu hỏi là gì? Liệu mình có để dẫn lưu sau 5 ngày này khi mà vi khuẩn bắt đầu mọc lên mình thay kate khác hay không? Đúng không ạ? Đấy là cái câu hỏi tương đối thực hành lâm sàng chúng ta có đặt ra. Thì chúng ta cùng đi đến một cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng giữa hai nhóm. Nhóm 1 là chúng ta dùng các nhóm bệnh nhân mà thay kate định kỳ có khoảng 5 ngày chúng ta thay kate một lần. So với nhóm 2 chúng ta lưu kate, chúng ta thấy là cái nhóm bệnh nhân mà thay kate định kỳ hàng ngày 5 ngày ấy, thì tỷ lệ nhiễm khuẩn còn cao hơn so với nhóm mà chúng ta lưu dẫn lưu kéo dài. Chúng ta thay kate định kỳ thì chúng ta sẽ giảm được nguy cơ mắc các nhóm mà chủng cầm bổ xanh. Tuy nhiên là cái nhóm mà vi khuẩn gram dương từ ngoài ra thì tăng lên cũng tương đồng với cả cái dẫn lưu mình đặt thêm mà một vị trí nữa. Thì nguy cơ tương đồng tăng lên và tổng hợp cái nguy cơ tử vong thì cái nhóm mà thay kate nguy cơ tử vong cao hơn nhiều so với nhóm không thay dẫn lưu. Thì rõ ràng cái việc thay kate sau 5 ngày đấy không mang lại lợi ích dự phòng cũng như điều trị của bệnh nhân. Kháng sinh theo kinh nghiệm thì sao? Với những quyết định điều trị kháng sinh sớm khi mà chưa có kết quả bằng chứng vi sinh vật, vì những cái bằng chứng vi sinh vật này thường nuôi cấy mất khoảng 3 đến 7 ngày mới có kết quả về, và quyết định điều trị thì kháng sinh càng sớm càng tốt. Do vậy chúng ta thường quyết định khi mà trước khi có bằng chứng vi khuẩn học. Chúng ta quyết định dựa theo gì ạ? Dựa theo các cái dịch tễ của vi khuẩn học có 64% gram dương, 35% là vi khuẩn gram ươm và liên quan chặt chẽ với cái vi khuẩn mà ngoài ra cái vị trí thông với đường dẫn lưu, có thể là sẽ phải lấy các cái bệnh phẩm cũng như là chống nhiễm khuẩn liên quan đến bệnh phòng của mình xem là vi khuẩn học là cái gì. Chúng ta mới quyết định để điều trị kháng sinh kinh nghiệm. Thì bắt buộc cái điều trị kháng sinh mình sẽ phải phổ đến cái vi khuẩn đó, và đặc biệt là những nhóm vi khuẩn mà bệnh viện đa kháng. Nhưng mà không may thay là cái nhóm bệnh nhân, nhóm kháng sinh mà chúng ta cần đến như là beta-lactam, aminoglycosid hay là clindamycin, colistin thì đều là cái nhóm mà ngấm qua hàng rào máu não tương đối thấp. Vậy thì cái lựa chọn kháng sinh ở đây chúng ta theo guideline IDSI 2017 chúng ta có là gì ạ? Chúng ta sẽ có phải dùng vancomycin, tức là vancomycin để diệt cầu khuẩn gram dương kết hợp với cái nhóm mà kháng được trừ khuẩn bổ xanh có gen kháng beta-lactama, ví dụ như là cefepime, cetazidim hoặc là meropenem là được khuyến cáo. Trong đó đặc biệt vancomycin là được nhấn mạnh hơn cả vì vi khuẩn gram dương thì vẫn thường gặp hơn. Và nồng độ vancomycin chúng ta phải đẩy đến liều tương đối cao là liều từ 15 đến 20 microgram trên ml.
thì mới đạt yêu cầu là diệt khuẩn viêm thất. Khi mà bệnh nhân có bằng chứng vi khuẩn học rõ ràng hơn, có định danh vi khuẩn rồi thì câu chuyện nó dễ rất nhiều. Thì khi vi khuẩn học như thế nào, chúng ta có cái kháng sinh tương ứng. Ví dụ như bệnh nhân có liên cầu, chúng ta có thể dùng nafisiclin hoặc là vancomycin. Bệnh nhân có phế cầu, chúng ta có thể dùng penicillin hoặc là cefa3 kết hợp với vancomycin. Nếu bệnh nhân mà phế cầu có mix với penicillin tương đối cao, tương tự với Acinetobacteria, Meonem và các vi khuẩn học khác. Và thời gian sử dụng kháng sinh đều thống nhất là thường khoảng tầm 10 đến 14 ngày, thống nhất chung giữa các cái khuyến cáo với các loại nhóm kháng sinh. Tuy nhiên thì với các nhóm mà bệnh nhân có tụ cầu hoặc là gram trực khuẩn gram âm thì có một số tác giả là khuyến cáo dùng kháng sinh kéo dài đến 21 ngày. Tuy nhiên là cái thời gian kéo dài này vẫn chưa được là có sự đồng thuận cao. Và khi mà cái kháng sinh theo kinh nghiệm cũng như là kháng sinh theo đích của mình thất bại thì cái biện pháp cuối cùng kháng sinh của mình sẽ là kháng sinh tiêm đường não thất, chỉ định khi mà không đáp ứng với đường toàn thân theo kinh nghiệm hoặc là vi khuẩn học, và phổ đến những bệnh nhân mà có vi khuẩn đa kháng thuốc, đặc biệt là bệnh nhân nhiễm Acinetobacteriae. Và rõ ràng là khi mà mình sử dụng kháng sinh tiêm não thất là những biện pháp cuối cùng thì mình vẫn cũng phải chấp nhận những nguy cơ, như là bệnh nhân khi mà tiêm kháng sinh vào thì có thể chấp nhận những họ vi khuẩn mới mà không nhạy với kháng sinh mà mình tiêm não thất này. Mình có thể là phải chấp nhận cái nguy cơ bệnh nhân kẹp dẫn lưu khoảng 15 đến 60 phút, nguy cơ tăng áp ngoại sọ và một số cái nguy cơ khác liên quan đến chiến lược, liên quan đến cái dược chất liên quan trong kháng sinh. Các cái kháng sinh tiêm não thất chúng ta có thể nhiều lựa chọn như amikacin, colistin, datomycin hoặc là tigecycline. Tuy nhiên thì colistin vẫn là cái kháng sinh mà có nhiều bằng chứng nhất và được khuyến cáo mạnh nhất trong các nhóm kháng sinh tiêm não thất, và thường được chỉ định trong trường hợp mà vi khuẩn gram âm, trực khuẩn gram âm đa kháng thuốc. Và liều bolus colistin trong não thất thì thường là dùng liều 40 và sau đó là duy trì liều mỗi 10mg mỗi ngày. Trong viêm kháng sinh tiêm não thất thì cái yêu cầu đặt ra là cái nồng độ kháng sinh trên mic phải tăng gấp 10 đến 20 lần so trong cái chủng phân lập, và với riêng colistin thì cái đường cong AUC trên mic phải cao ít nhất là trên 50 lần với chủng nhạy cảm. Với cái não thất với thể tích khoảng tầm 200ml thì cái liều colistin mình 10mg. Với cái lọ colistin mình thường dùng trên lâm sàng là 1 triệu để có thể tiêm 1/8 lọ. Cái việc theo dõi viêm não thất thì thường chúng ta sẽ phải theo dõi bằng lâm sàng cũng như là một số cái xét nghiệm cận lâm sàng. Tuy nhiên thì cái xét nghiệm cận lâm sàng đây thì cái bằng chứng của chọc dẫn lưu não thất, chọc dịch não tủy cũng là lấy mẫu não thất định kỳ thì không mang lại cái lợi ích cho bệnh nhân, và cái này không có bằng chứng lợi ích gì cả. Tóm tắt nội dung trình báo cáo của em là các cái vi khuẩn học trong não thất thì thường có nguồn gốc từ da và các cái đường thông môi trường bên ngoài như là cái đường khóa ba trạc, và thường là cái gram dương như tụ cầu, liên cầu. Tỷ lệ viêm não thất thì chiếm khoảng 4/1000 KAT lưu mỗi ngày. Cái kháng sinh dự phòng và KAT tẩm kháng sinh là cái biện pháp giảm đáng kể tỷ lệ viêm não thất. Cái kháng sinh theo kinh nghiệm khởi đầu bằng vancomycin cộng với cái kháng sinh mà có thể phủ được trừ khuẩn màu xanh kháng beta-lactama như là meonem, cetazidin hoặc cefepime. Các kháng sinh đường não thất có được sử dụng khi mà bệnh nhân nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc, đặc biệt là trực khuẩn mũ xanh đa kháng, vi khuẩn trực khuẩn gram âm đa kháng, và thường dùng là colistin kéo dài khoảng 10-14 ngày. Em xin cảm ơn các thầy cô ạ. Cảm ơn các thầy cô ạ. Cảm ơn báo cáo của bác sĩ thạc sĩ Bùi Quốc Việt.